Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong khi thị sát kiểm tra hiện trường công tác cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người mất tích tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên vào chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Lào Cai ngay trong thời gian tới phải đảm bảo chỗ ở cho các hộ dân. Ân cần thăm hỏi, nói chuyện với các cán bộ chiến sĩ đang tìm người mất tích dưới lớp bùn dày, Thủ tướng nhấn mạnh, việc tìm kiếm vô cùng khó khăn, cần nghiên cứu thay đổi phương thức, phán đoán theo quy luật của nước lũ cuốn để tìm ra những địa điểm có thể tìm thấy người mất tích. Diện tích tìm kiếm rộng nên cần huy động thêm lực lượng, chó nghiệp vụ, tăng ca kíp. Thăm hỏi chia sẻ với những mất mát đau thương với người dân Làng Nổ, Thủ tướng chỉ đạo trước mắt công việc ưu tiên là tập trung cứu chữa 16 người bị thương, tìm kiếm những người còn lại, đảm bảo nước sạch, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tối thiểu cho người dân. Thủ tướng yêu cầu tỉnh khẩn trương quy hoạch, chuẩn bị để ngay trong năm nay phải đảm bảo chỗ ở mới cho người dân, giúp bà con ổn định cuộc sống. Là phải quy hoạch, xây dựng ngay một cái bản. Đấy, còn bao nhiêu gia đình, còn bao nhiêu người ở lại trong cái bản này thì phải xây dựng thêm một cái khu an toàn. Nói như là em nói đúng, tìm một khu an toàn và quy hoạch ngay tất cả các cái cơ chế đặc thù lúc cái đặc biệt này, đúng không? Trong cái điều kiện khẩn cấp này, nếu mà khảo sát được cái điểm xây dựng lại cái bản này rồi, lát nữa thì tôi qua và giao cho tỉnh từ nay đến ngày 31 tháng 12 là phải xây xong. Trước mắt, để bảo đảm đời sống cho nhân dân vùng lũ, Lào Cai đã và đang được các bộ ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trong nước quan tâm hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi sáng nay 13 tháng 9 tại Làng Nổ, các lực lượng tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, trong đó tập trung tìm kiếm trên bề mặt, chủ yếu xuống khu vực hạ lưu nơi xảy ra lũ quét. Phóng viên Đức Tính sẽ thông tin cụ thể về công tác tìm kiếm. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba sau trận lũ kinh hoàng tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Theo thông tin mới cập nhật thì đến 9 giờ 30 sáng ngày hôm nay đã tìm thấy 48 thi thể và hiện nay còn 39 người mất tích. Để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn trong buổi sáng ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã huy động 3 máy xúc để trực tiếp tìm kiếm ở những khu vực vùi lấp nhiều. Bên cạnh đó thì chính quyền địa phương và lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã huy động thêm người dân địa phương ở các xã lân cận hơn 100 người để hỗ trợ tìm kiếm những người đang mất tích tại đây. Thưa quý vị, thống kê đến 11 giờ 15 phút hôm nay về thiệt hại tại Làng Nổ, số người bị thương 17 người, trong đó đang điều trị tại bệnh viện 17 người, số người chết 48 người, chưa xác định mất tích 39 người, số người an toàn đến thời điểm hiện tại 54 người. Hiện các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Thưa quý vị và các bạn, đã 3 ngày trôi qua sau cơn lũ dữ tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, các lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian, hy vọng tìm kiếm nhanh nhất những nạn nhân mất tích còn dưới lớp bùn lầy. Rất nhiều người dân vẫn đang mòn mỏi ngóng chờ tìm thấy người thân của mình. Làng Nổ, không khí tang thương vẫn bao trùm khắp nơi. Những chuyến xe chở áo quan vẫn được tập kết về đây trong tiếng khóc xé lòng. Mỗi khi lực lượng tìm thấy thêm một thi thể, người phụ nữ này lại nuôi hy vọng đó là người thân của mình. Gia đình bà Lương Thị Diện có tới 5 người bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất, nhưng tới giờ mới chỉ tìm được 3. Thế thấy bà tìm thấy người rất hy vọng là đấy là chắc em của mình, cháu của mình nhiều về không không phải. Không biết bây giờ có tìm thấy không hay là lũ quần trôi thì chúng ta trông rồi. Dưới lớp bùn dày, các lực lượng chức năng vẫn miệt mài dò từng mét đất, bới từng gốc cây, ở bất cứ vị trí nào có thể. Mỗi thi thể được phát hiện, những tiếng nấc lại vang lên. Chức năng cơ quan các ban ngành giúp đỡ, xem có thấy chồng ở đâu không?
cảm xúc dâng trào tụt độ là mình tìm được một nạn nhân đưa về nơi ai mai táng được bảo đảm ở trên cao. Những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, động viên tinh thần để bà con vơi đi nỗi đau. Sau đó thì mình sẽ lo tiếp cái cuộc sống tới đây. Dù nó không ai mong muốn nhưng nó đã diễn ra mất rồi. Mong giữ gìn sức khỏe nhé. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Nhà nước với các đồng chí lãnh đạo địa phương. Rất đông lực lượng cũng đang dồn sức cho công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Việc khắc phục hậu quả của trận sạt lở đất kinh hoàng này dự kiến sẽ còn kéo dài với nhiều khó khăn. Nhưng với sự hỗ trợ tích cực của Trung ương, quyết tâm của tỉnh, tinh thần sẻ chia cả vật chất và tinh thần của cộng đồng, người dân vùng lũ sẽ dần đứng dậy sau đau thương mất mát. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đang làm nhiệm vụ, các cán bộ xã Bảo Hà và lực lượng dân quân đã kịp thời phát hiện vụ sạt lở núi ở bản Bông Ba, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên thông qua flycam. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 100m, cao 15m đã vùi lấp hoàn toàn lòng đường. Xã Bảo Hà đã triển khai di chuyển khẩn cấp 12 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm nên không gây thiệt hại về người. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã bố trí lực lượng phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo hai đầu điểm sạt lở, yêu cầu người dân không lưu thông trên quốc lộ 279 đoạn qua bản Bốc Ba. Người dân và phương tiện lưu thông từ Hà Nội lên và từ Lào Cai xuống trung tâm huyện Bảo Yên theo hướng nút giao Phố Lu, cao tốc Nội Bài Lào Cai đi quốc lộ 4E sang quốc lộ 70 để đến thị trấn Phố Giàng. Đến sáng nay 13 tháng 9, tình trạng sụt sạt vẫn tiếp diễn. Tại huyện Bát Sát, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã huy động 37 cán bộ chiến sĩ, 225 dân quân các xã thị trấn phối hợp cùng với lực lượng tại chỗ của xã A Lù tổ chức tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở đất xảy ra vào rạng sáng 9 tháng 9. Trước đó vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 tại thôn Phìn Trẻ 2, xã A Lù, huyện Bát Sát đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 4 hộ dân làm 7 người mất tích. Tính đến sáng nay, các lực lượng và nhân dân địa phương đã tìm thấy thi thể của 6 trên 7 nạn nhân bị mất tích. 15 cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực huyện Bát Sát tiếp tục cơ động khoảng 50 km từ xã Nậm Trạc vào hiện trường tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Tranh thủ trời tạnh giáo, các lực lượng chức năng huyện Bát Sát đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại, đồng thời hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định lại cuộc sống. Thưa quý vị, theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát, mưa lũ và sạt lở đất từ ngày 1 đến 10 tháng 9 đã làm 14 người chết, 3 người mất tích, 8 người bị thương. Tính đến 6 giờ ngày 13 tháng 9, các lực lượng trên địa bàn huyện Bát Sát đã tìm được 14 trên 17 người chết và mất tích do sạt lở đất lũ cuốn trong những ngày vừa qua. Mưa lũ khiến cơ sở hạ tầng của huyện Bắc Hà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hiện còn 3 xã là Nậm Khánh, Bản Liền, Bản Cái vẫn bị cô lập do giao thông chia cắt. Đến nay, 10 trên 19 xã thị trấn đã thông tuyến tạm thời đường ô tô đến trung tâm xã. 6 xã là Hoàng Thu Phố, Tả Văn Chư, Lùng Phình, Lùng Cải, Tả Củ Tỉ, Nậm Đét đã có thể di chuyển bằng xe máy đến trung tâm. Tuy nhiên, hầu hết các tuyến đường thôn đều bị sạt lở gây ách tắc, sơ bộ còn khoảng 45 thôn bị cô lập. Đến ngày 12 tháng 9, Bắc Hà có 5 xã chưa được cấp điện là Nậm Khánh, Bản Liền, Nậm Đét, Nậm Lúc, Bản Cái. Hiện ngành điện đã tiếp cận được đến xã Nậm Lúc và được một số trạm biến áp và đường dây trung áp, hạ áp. Tuy nhiên, do nguồn cấp từ huyện Bảo Yên qua xã Bản Cái sang Nậm Lúc và tắc đường sang xã Bản Cái, nên điện lực chưa thể kiểm tra lưới điện được. Về viễn thông, hiện còn Nậm Khánh và Bản Liền chưa khôi phục được do đường từ Bắc Hà và Nậm Khánh Bản Liền hư hỏng nhiều. Dự kiến sẽ giải dây cáp tạm thời để cấp lại cho hai xã trong ngày hôm nay. Tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 8 giờ sáng nay 13 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận 104 người chết, 67 người mất tích, 82 người bị thương do mưa lũ sạt lở đất. Mưa lũ cũng làm 11.788 ngôi nhà của nhân dân tại các địa phương trong tỉnh bị hư hỏng. 1.274 nhà phải di dời khẩn cấp do ngập lụt, sạt lở đất đá. Gần 32.600 hecta lúa, ngô, hoa màu, diện tích nuôi thủy sản bị ngập úng, lũ cuốn trôi. Hiện vẫn còn 76 thôn đang bị cô lập, người dân chưa đi lại được do ngập lụt, sạt lở đường giao thông. Công tác khắc phục thiệt hại, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đang tiếp tục được khẩn trương triển khai.
Chiều ngày 12 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm quốc tế TTB Group tỉnh Thái Bình tổ chức trao tặng quà cho đoàn viên lao động và người dân vùng lũ huyện Bảo Yên. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi động viên và trực tiếp trao quà cho các hộ bị thiệt hại bởi mưa lũ với tổng trị giá 350 triệu đồng, trong đó tiền mặt là 250 triệu đồng, hiện vật là các nhu yếu phẩm trị giá 100 triệu đồng. Cũng tại đây, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao trực tiếp số tiền 7 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Yên để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục rà soát, thống kê các gia đình đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 để hỗ trợ theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời huy động các nguồn lực để hỗ trợ đoàn viên, người lao động và nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, lao động, công tác. Đường sắt qua cầu Long Biên và cầu Đuống sẽ được khai thác trở lại trong ngày hôm nay 13 tháng 9 dựa trên tình hình mực nước tại sông Hồng và sông Đuống giảm, rút đến mức an toàn. Hiện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang cử lực lượng theo dõi sát sao, đồng thời chuẩn bị phương án đề xuất cho các đoàn tàu đi qua hai cây cầu này trở lại. Hiện tại tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai nước ngập trên diện rộng, nhiều vị trí cây đổ, cột thông tin đổ vào đường sắt, nên đường sắt bị sạt lở, trôi nền đá, phải phong tỏa khu gian để sửa chữa. Nặng nhất là các khu gian từ Ấm Thượng, Lang Thíp, Thái Văn, Cầu Nhỏ và Làng Giàng, Lào Cai bị sạt lở ta luy nền đường, nước ngập đỉnh dây, trôi nền đá. Hiện đơn vị vẫn đang tích cực khắc phục để có thể thông đường toàn tuyến sớm nhất. Thưa quý vị, hai ngày nay thời tiết nắng ráo, các tuyến đường trong và ngoài tỉnh đã thông suốt thuận lợi cho công tác vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của bà con nhân dân. Sau lũ, nhu cầu mua sắm hàng hóa tiêu dùng của người dân có xu hướng tăng nhẹ, tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như mì tôm, rau xanh các loại, nước uống đóng bình. Do một số tuyến giao thông bị chia cắt, nhiều diện tích rau xanh bị ngập úng, thậm chí mất trắng, nên giá một số mặt hàng rau củ quả có xu hướng tăng nhẹ. Còn lại giá cả cơ bản ổn định. Thì cũng thấy là chợ mình tất cả mọi cái đồ dùng rau củ quả cũng như thực phẩm, mọi nguồn thực phẩm cung cấp là cũng giá cả là vẫn cứ giữ nguyên ổn định, cũng vẫn đầy đủ các mặt hàng để phục vụ cho bà con. Bây giờ các bà con thì là có rau ở nhà mang ra bán thì là vẫn ra đây bán đều và cũng chỉ vẫn là 25.000 một cân rau cải bình thường chứ không có cái gì là đắt hơn. Mà nguồn lấy ra thì là ở trong bản kia lấy ra cũng vẫn dễ dàng hơn. Đường cái bây giờ thông đi lại hết rồi. Theo chia sẻ của các chủ cửa hàng tạp hóa và siêu thị, một số nguồn hàng từ nhà cung cấp tăng giá do khó khăn trong việc vận chuyển và sắp xếp nguồn hàng. Tuy nhiên, giá bán ra cho người dân tại siêu thị và cửa hàng vẫn được giữ nguyên. Thì lượng hàng hóa ở đây thì hôm nay trong các kệ thì vẫn còn lượng hàng hóa vẫn còn nhiều và giá cả thì mình thấy cũng không thay đổi so với hàng ngày. Thời gian lũ này thì tất cả các cửa hàng thì đều bán theo đúng giá niêm yết của sản phẩm và không hề tăng giá, và tất cả các sản phẩm thì đều không biến động giá so với trước thời điểm lũ để phục vụ cho bà con. Đặc biệt là những cái mặt hàng thiết yếu thì cửa hàng vẫn đang đặt thêm hàng, số lượng hàng về để phục vụ cho bà con. Tuy nhiên, công tác quản lý giá, chất lượng hàng hóa vẫn được các lực lượng chức năng trên địa bàn toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện nhằm đảm bảo bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân. Qua kiểm tra thì cơ bản 100% các hộ dân ở trên địa bàn, các hộ kinh doanh trên địa bàn là chấp hành các quy định pháp luật, là không tăng giá và các mặt hàng cơ bản là đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Với trách nhiệm của chính người kinh doanh buôn bán cùng sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, Lào Cai đang nỗ lực thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng sau mưa lũ. Theo Nghị định 20/2021 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trợ giúp xã hội khẩn cấp, người dân bị thiệt hại do thiên tai sẽ được hỗ trợ về lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu, chi phí điều trị người bị thương nặng, hỗ trợ làm nhà ở và sửa chữa nhà. Theo đó, hỗ trợ 15 kg gạo mỗi người một tháng trong thời gian 3 tháng cho đối tượng thiếu đói do thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt hoặc lý do bất khả kháng khác. Hỗ trợ liều bạt, nước uống, thực phẩm, chăn màn, song nồi và một số mặt hàng thiết yếu khác cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai mà mất nhà ở và không có khả năng tự đảm bảo các nhu cầu thiết yếu. Hỗ trợ chi phí điều trị cho người bị thương nặng do thiên tai, 5 triệu đồng mỗi người. Hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết do thiên tai, 25 triệu đồng một hộ. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
có nhà ở bị đổ sập trôi hoàn toàn do thiên tai mà không còn nơi ở, 40 triệu đồng một hộ. Hỗ trợ hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ lụt, thiên tai, 30 triệu đồng một hộ. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai mà không ở được, 20 triệu đồng một hộ. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời sự quốc tế. Thủ tướng Thái Lan đã công bố phương hướng ưu tiên chính sách của chính phủ dự kiến sẽ thực hiện tại Quốc hội. Nhà lãnh đạo Thái Lan bày tỏ tin tưởng chính phủ do đảng Phơ Thay lãnh đạo sẽ mang đến hy vọng, cơ hội cũng như sự bình đẳng về kinh tế và xã hội cho toàn bộ người dân nước này. Thủ tướng Thái Lan đã xác định 9 thách thức mà nước này phải đối mặt, đồng thời phát thảo 10 chính sách cần thực hiện ngay lập tức như tái cơ cấu toàn bộ hệ thống nợ, giảm chi phí năng lượng và các tiện ích khác, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cải thiện phúc lợi xã hội. Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết chính phủ đã thông qua các chính sách chung và dài hạn nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Thái Lan trên thị trường toàn cầu. Tổng thống Nga đã có một loạt cuộc gặp với một số quan chức an ninh cấp cao các nước thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS bên lề cuộc họp an ninh cấp cao của khối diễn ra ở thành phố Saint Petersburg của Nga. Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, hai bên cam kết ủng hộ một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc về chủ quyền và công lý. Trong khi đó, tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Iran, ông Putin khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác song phương sau khi thương mại giữa hai nước đạt bước tiến mới trong nửa đầu năm nay. Tại cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ, Tổng thống Nga nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước đang có đà phát triển mạnh mẽ. Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay là gần 103 triệu thùng một ngày. Cụ thể, báo cáo của IEA cho biết nhu cầu dầu toàn cầu trong 6 tháng đầu năm nay chỉ tăng 800.000 thùng trên một ngày, giảm mạnh từ mức 2,3 triệu thùng trên một ngày được ghi nhận vào cùng kỳ năm ngoái. Trên cơ sở đó, IEA dự báo tổng nhu cầu dầu toàn cầu trong cả năm 2024 là 103 triệu thùng trên một ngày và năm 2025 là 105 triệu thùng trên một ngày. Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này là do nhu cầu dầu tại Trung Quốc đang giảm mạnh. Theo đó, nền kinh tế thứ hai thế giới đang phải đối mặt với tình trạng chi tiêu cho tiêu dùng yếu, khủng hoảng bất động sản và tỷ lệ thất nghiệp cao. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm xuống còn 3,5%. Đây là lần thứ hai trong vòng 5 năm qua, ECB quyết định cắt giảm lãi suất. Phát biểu họp báo, Chủ tịch ECB cho biết, dựa trên các đánh giá cập nhật, ECB cho rằng cắt giảm 25 điểm cơ bản là hợp lý và đây là bước đi điều tiết chính sách hạn chế tiền tệ của cơ quan này. Theo bà, cuộc chiến chống lạm phát đang có tiến triển, đà phục hồi vẫn được tiếp tục và có thể gia tăng trong thời gian tới, khi thu nhập thực tế cho phép các hộ gia đình chi tiêu nhiều hơn. Trước đó, đầu tháng 6 năm nay, ECB đã cắt giảm lãi suất tiền gửi xuống còn 3,75% và sau đó tạm dừng vào tháng 7 và tháng 8. Thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh ngày 13 tháng 9 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời tiết trong tỉnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.